quá hấp dẫn đó ạ. Mọi người đã ghé qua và hạt thịt connect nhau ở chưa? Chưa. Mọi người đã ghé qua nhân hàng connect nhận quà chưa ạ? Chưa. Chưa ạ? Chưa. Nếu chưa thì bây giờ chúng mình sẽ phát quà tại đây luôn ạ, đúng không ạ? Rất là nhiều. Và bây giờ cần nhận quà sẽ được bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Câu này dễ lắm ạ. Mai là ngày mấy? Mọi người có biết là cái chén ở trong miền Trung gọi là cái gì không ạ? Mọi người có rất là nhiều phần quà đây, mọi người đợi một xíu nha. Trong miền Trung thì gọi là cái đội. Đúng rồi ạ, một tiếng tay được không ạ? Cái đội nha là miền Trung, còn miền Nam là cái chén, còn miền Bắc là cái bát. Rất là nhiều con người tiếng Việt luôn. Tiếp theo là cô hỏi thứ hai nhá. Ráng nghe Mio nói nha. Dạ. Khi nhắc đến miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì bạn sẽ đến ba môn nào? Mọi người ơi, khi nhắc đến miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì bạn sẽ nhắc đến ba món ăn nào ạ? Giờ sẽ cánh tay ạ, thời gian không có nhiều, chỉ có 5 phút thôi. Mọi người nhanh lên ạ. Thế là một cái hệ nè. Một cái đánh tờ. Miền Trung nhầm. Miền Nam là cơm tấm. Miền Bắc là bún bò. Bún chả. Còn miền Trung là mì Quảng. Đúng rồi ạ. Một phần quà tặng cho bạn ạ. Mio đang cơm Quảng á. Dạ, từ đây câu hỏi thứ ba nha mọi người. Mọi người thấy bạn Hằng đang mặc một chiếc áo màu xanh. Mọi người biết là tên gọi của áo này là gì không ạ? Có ai biết tên gì không ạ? Nhiều điểm phục luôn, nhưng mà tên gọi là gì ạ? Biết là điểm phục luôn. Có ai biết không ạ? Mọi người nghe tên mọi người gần hết thời gian rồi ạ. Ngồi xuống thôi. Có ai biết không ạ? Không biết. Cái ngõ được không? Bọn xuống. Mọi người biết không ạ? Không biết. Bây giờ con có gì đó. Cuối cùng đó là câu hỏi thứ tư, xin mời Mio.